tại sao họ lại không 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 đi đi biểu không đi kích động biểu tình như vậy? Tại sao họ không chống phá đất nước mà họ lo làm kinh tế, họ hàng ngày hàng giờ họ gửi tiền về Việt Nam để ủng hộ cho người dân Việt Nam? Chào em. À, chào Đầu em, tiên xin mời em có ý kiến gì xin mời em. chị đang nói gì, nói đi, em đang nghe này. À, đỗ ly quy hay là quy đỗ ly gì đấy, em nói biểu tình là đòi quyền lợi cho mình chứ chẳng nghe gì nghe ai cả. Vậy em đòi quyền lợi cái gì mà em đòi cầm bom xăng em nói vào những em ném vào những người cảnh sát, rồi em đòi lấy kim tiêm em đâm vào những người đang bảo vệ em? Em biểu tình quyền lợi gì, kiểu gì kỳ vậy hả? Tiếp đi em. Hồi sáng này thì thấy mọi người trời ơi, ai cũng gửi trong tin nhắn cho em lớp thằng Benny Trương rồi Tân Thái rồi Rô Xanh Đào đang làm việc, trời ơi, em cũng nóng máu, em cũng bỏ cái việc em đi ra ngoài em ngồi em live stream với mọi người hồi hồi trưa. Bây giờ đó mọi người thấy đi, bây giờ cái lý do là cái gì? Túm lại là cái do là cái gì mà nói nó bây giờ mọi người thấy đi, cứ nó rống họng về Việt Nam, nó cứ chửi bới Việt Nam, nó nói là đủ thứ trên đời, cái gì nó nói cũng được hết. Là mọi người bây giờ trong diễn đàn hay là tất cả những người trên nước Việt Nam này, bây giờ chúng ta tự nhận biết đi, là bây giờ Đảng Cộng sản làm cái gì, đã làm cái gì mình rồi, đất nước bây giờ đã mất, đã nô lệ, đã tay sai cho ai? Bây giờ chị hỏi Mọi em người nhé, chị hỏi em ngay, chính em, chị và mọi người trong đây, bao nhiêu người bị Đảng Cộng sản, bị nhà nước đàn áp? Ai bị thì ghi số 1, mà ai không bị ghi số 2? Nào, mọi người comment đi. Nào, xem là ai đàn áp ai, hay là những cái thành phần chống cộng cực đoan ở bên đó, à, ăn xong rồi vô công rồi nghề lên đây chống phá đất nước. Khốn nạn, nó quen đi. Tiếp đi em. Chị em mình phải vừa mọi người nói vừa đối, nó mới đỡ bực. mọi Nào. người thấy đi, chiến tranh nó tàn khốc tới cỡ nào, bao nhiêu cái hình ảnh mà đau thương mất mát của đồng bào chiến sĩ nhân dân Việt Nam chúng ta, nó còn lưu trên những cái hình ảnh chứa dấu tích chiến tranh được đăng tải ở bảo tàng Việt Nam kìa, bảo tàng chiến chiến tranh Việt Nam kìa. Mà mọi người thấy đi, nó đau thương đến mức nào mà bây giờ người ta đã dùng hết cái tính mạng của người ta, dùng hết những cái gì mà người ta có thể là giành giựt lại cái chủ quyền ngày hôm nay. Mà mọi người thấy đi, cái cơ sở gì mà bây giờ đi bán nước bán đất cho người khác, phải không ạ? Không có một cái cơ sở gì mà để mà nói là bây giờ là Việt Nam là bây giờ làm tay sai cho Tàu Cộng. Mà mọi người thấy có ai làm tay sai cho Tàu Cộng không? Ở trong đây này mọi người thấy có ai làm tay sai cho Tàu Cộng không? Hay là nó muốn cứ chia rẽ ra để Việt Nam đi đánh với Trung Quốc thì nó mới vừa lòng. Nó muốn người Trung dân Quốc Việt Nam em ạ. Nó muốn người dân Việt Nam phải lầm than khổ cực, không được ở nhà tầng, không được ở, không được đi xe hơi. Đó. Thì nó mới vừa lòng. Nó muốn người dân Việt Nam là có những cái năm mà mới 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 cách đây 20 năm á, cách đây mười mười mấy năm á, là chúng nó ở bên đó, chúng nó mang về, chúng nó cho người ta coi như là được bộ quần áo là nó chảnh lắm. Nhưng bây giờ cho không ai lấy. Mà nãy giờ nhìn là bà con mình là toàn người ghi số 2, chưa có ai ghi số 1. À, vậy là những cái người này á, là Hiếu Ngọc không biết họ ở đâu nha. Em có biết ở đâu không? Chị chịu quá nha. Tất cả những người trên diễn đàn này Hiếu Ngọc không biết là họ ở đâu. Nhưng toàn bộ là họ đều đều nói là không có bị Đảng Cộng sản đàn áp. Vậy ai là người bị Đảng Cộng sản đàn áp, nói tôi nghe xem, mà phải đi biểu tình. Đúng không nào? Cái quan trọng là cái lý do gì mà bị đàn áp, mọi người thấy cái lý do gì? Hay là suốt ngày cứ cứ là cái chuyện nhỏ, chuyện ít xích ra cho nhiều, chuyện có nói chuyện không nói có, nói mà làm, nói chung là làm cho mọi thứ mà nó theo cái ý của mình thì mới vừa lòng hả? Dạ chứ mọi người thấy đi, bây giờ dân oan dân độ toàn là mọi người thấy toàn là dân gì đâu, không chứ phải dân oan đâu. Dân Tất nhiên tham. là cũng sẽ
Chứ tất nhiên là cũng sẽ có những và một vài trường hợp trong cuộc sống này nó diễn ra theo cái hướng là mình không có chấp nhận được, dĩ nhiên cái đó là mình cũng phải thừa nhận chứ không phải là mình nói là mình hoàn hảo, hiểu không? Thì cái vấn đề đó nếu mà mình biết được, mình thấy nó diễn ra thì tất nhiên là người ta vẫn có thể là xem xét, và nếu người nào đúng người nào sai người ta có dựa trên pháp luật để người ta trừng trị mà. Ví dụ như mình bị oan là mình sẽ được lấy lại công bằng, còn cái người mà cố tình để làm sai thì chắc chắn là họ phải chịu cái trừng trị của luật pháp rồi. Còn cái vấn đề đây là chúng ta oan hay chúng ta tham thì cái đó vấn đề là chúng ta phải xem xét lại, chứ không phải là bây giờ cứ đổ lỗi cho nhà nước, cho cộng sản. Mà mọi người thấy đi, bây giờ đó bao nhiêu chuyện người ta phải lo, bao nhiêu chuyện người ta phải 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 làm cho đất nước, trong cái đó mình á, mình chỉ lo cho bản thân của mình thôi, mình chỉ có là làm việc mình lo cho bản thân của mình thôi chứ mình có lo cho ai đâu. Mà bây giờ cứ là ngồi kết tội quy chụp hết cái này hết cái nọ, ngồi ở đây á, mà sống mà cứ, em nói chị nghe, ngồi ở đây mà cứ sống mà cứ đòi giống như bên Mỹ, rồi Chị nghe nói cái lũ đó nó rồi, bây giờ chị nói với em như này, với thưa với bà con cô bác như này này, những người chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài, những người, cái một số người đó nha, là những người chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài hàng ngày hàng giờ lên chống đối đảng và nhà nước chúng ta. Những cái thành phần này á là thuộc những cái thành phần, thứ nhất là không có công ăn việc làm, thứ hai là lười làm, không có ăn. Và thứ ba là thù 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 hận quá mức, tại vì là trước đây ở Việt Nam là thuộc cái thành phần là cũng là dạng sĩ quan hay là gì đó, là được ăn tiền của Mỹ đó. Ăn đến nỗi mà Mỹ nó gửi nhu yếu phẩm sang để gọi là ví dụ như vũ khí sang, còn lấy vũ khí của nó đi bán cơ mà. Thì đó là những thành phần gì mới lên đây chống rồi. Chứ còn trong này á là ngần này con người 55 con người nhưng mà không một ai comment số 1. Vậy chứng tỏ rằng Đảng và nhà nước chúng ta không hề đàn áp người dân, đúng không em? Nãy giờ chị chưa nhìn thấy ai comment số 1. Thành phần sạt dẻo, đúng rồi. Còn riêng nhá, riêng như chị á, chị không biết hạnh phúc trần nào nhưng chị nhìn thấy những cái thành phần mà lên đây mà chửi bới chị em mình, chị cho là rẻ rách và rẻ rác. Rác rưởi chị không chấp. Không bao giờ chị chửi lại họ. Bởi vì nếu chị chửi lại họ á, chị như họ. Bố mẹ chị không có dạy chị chửi, cũng như bố mẹ em không có dạy em chửi. Họ không đủ trình độ để lý luận với chị, họ mới phải văng tục. Và cái đường cuối cùng của họ là họ văng tục để cho nó đã tức. Họ không đủ trình độ mà, đâu có đủ trình độ để lý luận với anh chị em cộng sản đâu. Cho nên họ nhục còn hơn là ngu. Bởi vậy không cần phải để ý, em tiếp tục đi. Mọi người thấy đi, sau cuộc chiến tranh á, họ có ở lại Việt Nam để họ xây dựng đất nước không? Sau một cái cuộc chiến tranh mà hoang tàn, mà đất nước đói khổ, sau những cái năm mà mình, hồi trước em tôi cũng chưa có sinh ra, em cũng không có biết nữa, nhưng mà em nghe kể là lúc đó rất là đói khổ, dân Việt Nam rất là đói khổ, mà người ta đi lên từ một cái đất nước nó tan hoang tan tành như vậy để mấy chục năm, ngày hôm nay mà mọi người trong đây nói thật sự ra nghèo thì cũng vẫn còn nghèo đấy, nhưng mà để giống như hồi xưa là người ta đã hết rồi, bây giờ là ăn phải là ăn ngon mặc đẹp chứ không phải là ăn no mặc ấm giống như hồi xưa nữa. Mà ở đâu mà tự nhiên bây giờ cứ đòi về Việt Nam để mà là đa nguyên đa đảng để mà giành giật với người ta, ở đâu mà có tư cách, ở đâu mà có giá trị hả? Cái lũ ba que. Rồi bây giờ hỏi chị chứ bây giờ nó không thể nào mà tự nhiên nó tự động nó phải đứng dậy, nó lật đổ được á, nó phải kiếm chuyện, nó phải nói cái này nói cái nọ ra. Bây giờ hỏi chị này, nó thù nó ghét người ta có bao giờ nó nói tốt cho người ta đâu, tại vì bản chất con người là nó là như vậy. Cái quan trọng là mình nói xấu và cái vấn đề mình nói đúng nó khác nhau hoàn toàn. Ví dụ như mình nói đúng cái chuyện đó là cái gì đúng là đúng mà sai là sai. Còn mình ghét mình thù người ta, cái chuyện không có mình nói thành cho có để mà mình lôi kéo cái dư luận theo cái phía của mình là cái việc đó người ta không có chấp nhận. Tại vì ở đây không phải là người Việt Nam ai cũng ngu, ai cũng là bị đuôi bị mù. Tất nhiên là những cái việc gì mà nó đang diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta đều có thể nhận biết được chứ, phải không? Bây giờ hỏi chị chứ ba que mà nó gửi tiền về cho chị để mà khi chị chửi đất nước chị chửi không? Ba Vâng. que giờ gửi tiền về cho em kêu bà chửi đất nước mà kêu bêu xấu nước đất nước em bêu xấu không? Nhưng mà chỉ có những cái kẻ mà nghe lời thôi nó để mà ăn những cái đồng tiền dơ bẩn đó thì mới làm những cái việc mà tán tận lương tâm như vậy thôi.
Chứ người Việt Nam mà nếu mà chân chính người Việt Nam yêu nước á, là người ta nhìn nhận đúng sự việc, đúng sự thật đang diễn ra hàng ngày của mình. Đúng là có những cái việc mình bức xúc, nhưng mà bức xúc là mình phải xây dựng cho họ. Ừ, tôi thấy cái đó là ông làm không được, thấy cái đó là bà làm không được, giờ tôi muốn là ông bà là phải sửa lại. Chứ như vậy là tôi không có đồng ý, tôi là người dân tôi không đồng ý. Cái đó là mình xây dựng, mình đóng góp cho người ta để người ta thấy được cái sửa cái sai của người ta để người ta sửa chứ. Chứ đâu phải là mình cứ nhìn về Việt Nam mà mình cứ là bây giờ thứ nhất là chơi nghèo. Em thấy rất là nhiều người chơi nghèo mà hỏi chị chứ bây giờ người ta đang muốn xây dựng thì thôi bây giờ mày thôi mày đừng có phá thì mày xây dựng phụ người ta đi. Mày cứ ngồi mày phá, mày cứ mới cứ rủ rê dân chúng này cái nọ không đi làm, cứ đi biểu tình theo cái cách của mày để rồi cuối cùng tao không có tiền. Rồi tụi bay cứ chê người ta nghèo. Chị thấy vậy không? Trời ơi À, mình mua đây đây bây giờ chị mới nói với em, trời là trời. À, chúng ta ngừng tiêu dùng, chúng ta đi mua tiền đô. Có mua tiền đô làm gì? Ngừng tiêu dùng không có cái gì sinh sống hàng ngày, thế mua tiền đô để làm gì? Nếu có gì chúng ta ra nước ngoài sống đó, nghe những cái danh từ đó là đã biết rồi, đã biết những cái con người này là thuộc thành phần gì rồi. Cho nên bà con hết sức tỉnh táo, kêu gọi người ta biểu tình, kêu gọi người ta là bất tuân dân sự, không tiêu tiền, không làm những cái không không tiêu tiền, rồi không không ra ngoài để mà tiêu tiền nữa, chỉ ở trong nhà thôi. rồi Em thấy còn ông chị còn không? cái là cái không đi học, chứ cái ông cho giáo xứ gì kêu là cho đừng có cho con đi học, rồi kêu là biểu tình là tuyệt thực, nói chung là những cái điều mà mọi người thấy nó buồn cười không, thay vì những cái điều mà để cho đất nước nó Em càng chào ngày chị nó càng đi Nhiên. lên, nó càng phát triển thì nó cứ xúi là cái điều hoàn toàn ngược lại, nó làm cho đất nước nó phải đói nghèo, con người ta phải ngu dốt, phải lạc hậu để làm cái gì, để nó sai nó biểu. Chị thấy rõ ràng là như vậy không? Nhiều khi em thấy là ủa tại sao cái lũ này nó bị cái gì vậy? Nó yêu nước, nó là yêu nước, yêu dân mà nó không có làm cái gì để mà nó đóng góp đất nước cho nó đi lên, càng ngày nó càng phát triển mà nó cứ muốn đạp đổ. Nó muốn cho con người ta ngu dốt, con người ta lúc nào cũng là phải bị vô một cái hoàn cảnh rất là khó khăn để nó làm cái gì? Nó bỏ vài đồng bạc của nó về cái nó sai khiến. Xin lỗi nha. Những cái người mà để nó sai khiến là những cái người đó là cũng cỡ như là ba que thôi, cũng cỡ như cái thành phần cực đoan, cũng chỉ sống là vì những cái đồng tiền lợi dụng thôi, chứ ở Việt Nam không có ai mà làm những cái việc mà táng tận lương tâm mà trời đất bất dung như vậy. Ủa mình nghèo mình đi làm lương một tháng 4-5 triệu mình sống cũng được vậy, phải không mọi người? Chứ đâu mà ở đâu mà ngồi ở không đó mà ngồi đó mơ mộng, mà bên Mỹ nó về đây nó cai trị rồi mà làm cho mọi người sướng, mọi người làm cho Trung Quốc đó, mọi người làm cho đất nước Việt Nam nó sụp đổ, Trung Quốc nó qua nó đánh đánh mất tiêu rồi, là lấy đâu mà tới bên bên Mỹ mà về bay về đây để mà cai trị. Trung Quốc nó giáp ranh ở Việt Nam kìa, nó đang ngồi ở ngoài kìa mọi người à, nó đang ngồi ở ngoài nó nhìn coi Việt Nam mình thế nào mà bây giờ nó đi ủng hộ, nó đi cổ xí cho người dân để mà đạp đổ chính đất nước của chính cuộc sống của chúng ta thì không khác nào nó đi làm tay sai Trung Quốc rồi, mọi người thấy không? Vậy mà Ai nó không biết lên mà mạng, chung vậy mà nó lên mạng á, là nó lên mạng á, là nó kêu là Việt Nam phải chống đối Trung Quốc. Nhưng hàng ngày hàng giờ nó âm thầm nó ủng hộ Trung Quốc. đó thì Trái bởi cây chị Việt thấy nó Nam, cái trái cây Việt Nam xuất sang nó không ăn, nhưng mà nó chờ thằng Trung Quốc đóng bao bì của thằng Trung Quốc vào nó mới ăn. Đó là chị được biết là như vậy, cho nên chị thấy rằng những cái con người này á, là thiệt sự họ chỉ có đầu thai sang kiếp khác, may ra họ mới trở làm người được. Chứ nếu như họ làm người cái kiểu này thì họ là quỷ chứ không phải là người. Mỗi ngày lên mạng ra giá, miệng không ngoác em mang tai này này, trông chẳng giống ai cả. Trông chẳng giống ai cả, chẳng có ai như như những cái con người đó cả. mọi người thấy không? Hàng Trung Quốc kêu là chống Trung Quốc mà hàng Trung Quốc thì sử dụng, còn hàng Việt Nam á qua sử dụng thì nó nói là giống như là nếu mà mua hàng Việt Nam mà sẽ làm giàu cho cộng sản. Nó không có phân biệt được là cái gì là cộng sản còn cái gì là quê hương đất nước. Ví dụ như bây giờ có thù cộng sản thì cứ thù cộng sản đi, làm gì mà tự thù dân, thù quê hương đất nước. Phải không ạ? Đó.
Mà cộng sản là ai? Nhiều người nó lên nó biểu tình, nhiều người nó lên nó kêu gọi biểu tình, nhiều người nó lên nó chửi là cộng sản, nhưng nó không biết cộng sản là ai em ơi. Nó không biết cộng sản là ai. Thì thử hỏi là nó chống cái gì? Nó thiệt sự nhiều khi nói chị với chị luôn á, nhiều khi mình không có suy nghĩ tới, nhưng mà khi mình nghĩ rồi mình thấy có những cái nó rất là nghịch lý, nó rất là vô lý với cái lũ này. Miệng thì nói cái kiểu này nhưng mà hành động thì là cái kiểu khác. Miệng á, thì nói là thương dân yêu nước mà lúc nào cũng muốn đẩy cho đất nước vào cái sự lầm than đói khổ, mà lúc nào cũng mọi người thấy không, cái sự khát máu của nó rất là khủng khiếp. Trời ơi, mở miệng ra là chỉ muốn chém giết thôi, là giết và cắt đầu cắt cổ thôi. Nó lại muốn là cái những cái gì mà diễn ra hồi trước 1975 là một cái thời kỳ chiến tranh, nó muốn là diễn ra như vậy nữa. Nhưng mà cái đau đớn nhất hiện tại là bây giờ này, nó đâu có về đường Việt Nam, mà nó muốn dùng cái người Việt Nam để mà chém giết với người Việt Nam. Bởi vậy Mà chị mới để nói là những người trong nước đừng làm con cờ cho chúng. Đúng, đúng rồi chị. Nói thẳng đó mọi người nghe này, lấy Trung Quốc để làm lý do, nhưng mà lấy người dân để làm con cờ. Nó chỉ ở ngoài bên đó nó ngồi nó tiêu khiển. Hỏi mọi người chứ bây giờ á, mà cái đợt mà vừa vừa mùng 10 tháng 6 chị thấy không? Ai ai xui ai khiến mình mà trưa nắng 12 11 12 giờ trưa, thay vì ở nhà chủ nhật ở nhà quây quần với gia đình đi, không chịu ra đường, ra ngoài ngõ, ra ngoài những cái đường của lớn á, những cái cầu đồ á, chặn xe người ta lại, la hét la hò lên đi kia nọ lên, rồi làm những cái việc mà mọi người, nếu mà người nước ngoài người ta nhìn vô, người ta đánh giá cái nước Việt Nam mình nó như thế nào mọi người. Xong rồi Trời đi ơi, vào sao tù ngồi. không có tưởng tượng những cái người đó mà họ ăn cơm hay là ăn cái gì mà họ ngu vậy. Còn cái lũ kia thì ở ngoài nước ngoài nó ngồi nó nhịp giò, nó uống trà, nó ngồi nó nhìn, nó cười. Còn trong khi đó mình á, thay vì mình sướng mình không chịu, mình bay ra ngoài đường, mình chặn xe chặn cổ người ta, mình ngồi mình la lối, mình la khang tiếng cổ họng mà trưa nắng 11 12 giờ, rồi mình đập phá này kia nọ, cuối cùng công an bắt mình vô tù ngồi. Trời ơi, mọi người thấy mọi người là con người, mình có cái lý trí, mình có cái suy nghĩ, chứ đâu phải mình là cái con gì đâu mọi người. Tại sao đất nước của mình không yêu mà mình đi mình giờ nghe lời của những cái lũ đó? Bản thân của mọi người thấy là bây giờ những cái việc gì nó diễn ra trong hàng ngày á, là nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ dân. Những cái vấn đề tiêu cực như giết người, hay là có cái những cái vấn đề gì mình cảm thấy nó Anh còn Võ mà chờ chút trong một nha. cái trong một cái cuộc sống bình thường hàng ngày á, là nó phát xuất từ dân, từ những cái sự thiếu hiểu biết và cái sự mà giống như là những cái phường mà nó là không chịu đi làm việc, nó mới sinh ra đạo tặc, nó mới sinh ra cái này cái nọ. Chứ cộng sản có bao giờ người ta kêu nó đi làm như vậy không, Em ơi mà anh đổ lỗi Hùng cho Võ. cộng sản? Em ơi anh Hùng Võ có ý kiến gì á, muốn xin lên. Ok ok rồi, ok À. em chào mọi người nha. Em Rồi chào mọi rồi, người. lát nữa xong nha chị mời em lên nói chuyện chị cho vui. Chắc anh Hùng Võ có chuyện gì muốn nói. Rồi em thôi. Dạ. Rồi em đang mời anh Hùng Võ rồi đấy ạ. Vâng, chào Phong Hoài Cao, chào Cường Nguyên Đức, chào Alan Phạm. Dạ xin mời anh chia sẻ. Alo, anh Hùng Võ Văn. Sao thế ạ? À? Alo. Cái này một phần là do họ ham tiền và một phần là họ 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 bị thiếu thông tin nên mọi người. Sao vậy anh? Alo. Chứ sao vậy ạ? À? Vâng, em chào chị Võ Phượng. Anh có chia sẻ không ạ? Không chia sẻ thì em mời người khác nhé. Sao lên lại không nói gì thế này? Trời ạ, lại luôn. Rồi, chào tất cả mọi người. Không phải thấy không không nói gì hết, chứ không phải là đi mặc áo đâu. Tại vì anh ấy cũng có mở ánh sáng ra. Nếu mà anh mặc áo thì anh phải nói là chờ chút nhá. Đây thấy anh ấy không không nói gì. Cho nên để Hùng Ngọc tiếp tục với bà con nha. Em còn ở đấy, ông Hạnh Phúc Trần còn thì chị mời. Thì khi mà họ kêu gọi biểu tình như vậy á,
thì chúng ta lên lên đường biểu tình. Lên đường biểu tình thì chúng ta bị chúng lợi dụng. Lợi dụng cái đám đông này, chúng ta sẽ bị chúng coi như là lợi dụng khi mà chúng ta chỉ là biểu tình ôn hòa, còn chúng là có mục đích và có âm mưu. Và lúc đó chúng giả danh công an, và cái kỳ biểu tình lần trước chúng đã giả danh công an rồi. Đó, chúng đã làm những cái chuyện mà bỉ ổi nhất trên đời này rồi. Chúng đã làm những cái chuyện mà không cái người mà con người mà người ta có lương tâm đạo đức, có suy nghĩ, có học thức không bao giờ người ta làm vậy. Đó là chúng đã từng làm như vậy. Đó. Cho nên là mình á, là những người là những người dân thông thái, mình cần phải biết được rằng nhà đã làm gì cho chúng ta và chúng ta biểu tình mang lại cái lợi ích gì cho đất nước. Đó. Sao vậy Hạnh Phúc Trần lại bị xuống hả? Đó, chúng ta biểu tình không có mang lại được cái gì cho đất nước mà thậm chí chúng ta còn bị kéo cái đất nước đi xuống. Đấy. Bây giờ biết bao nhiêu nhà đầu tư họ vào, họ đầu tư trong nước mà họ lại bị coi như là bị lung lay vì sợ đất nước bất ổn, ảnh hưởng đến cái đồng vốn của họ, thì họ sẽ thoát ra thôi. Yeah. Xin mời em. Dạ, chào anh Thanh Vũ hay chị Thanh Vũ gì đây. Ủa cái anh nãy sao đâu rồi, không lên được hả chị? Anh ấy lên mà sao anh im 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 á, anh ấy không nói gì. Dạ. Mọi người thấy đi, bây giờ mà mọi người đi thuê một cái căn nhà, mà vô trong cái nhà đó mà suốt ngày hai vợ chồng chửi lộn, đánh lộn nhau từ sáng tới chiều, mọi người có ở được không? Mình ở không được thì mình dọn đi. Thì nó cũng giống như một cái đất nước mà người ta vô, người ta đầu tư, người ta phát triển cái công ăn việc làm của họ ở đất nước của mình để mà tạo công ăn việc làm cho người dân. Mà vô cứ bây giờ cứ ngày nào cũng đi biểu tình, ngày nào cũng đi chống đối như vậy, làm sao mà người ta có cái tinh thần để người ta làm việc ở đất nước Việt Nam mình? À, người ta rồi tin lúc tưởng. Đó mà lúc đó họ dọn đi rồi xong rồi cuối cùng dân không lại đói khổ, không có tiền. Mà thật sự ra cái mọi cái mục đích của cái lũ ba que này nó rất là muốn Việt Nam là kinh tế phải sụp đổ. Mọi người thấy rõ ràng không? Nói chung là nó làm tất cả mọi cái thủ đoạn, âm mưu thủ đoạn nó. Bây giờ nó chỉ muốn làm sao mà kinh tế Việt Nam sụp đổ, rồi đất nước mà xào xáo, người ta ghi kỵ, người ta chém giết nhau. Nó thích như vậy. Nên đó, mọi người bây giờ nói thẳng với mọi người luôn, bây giờ muốn để cho đất nước bình yên thì mọi người á, hãy ý thức, nhận thức đi. Mình hãy yêu quý cái chính cái cuộc sống của mình ở thay thì để hiện tại. Còn nếu mà thực sự ra những cái gì mà cái lũ ba que mà nó nói thật sự là như vậy á, bản thân của Hạnh Phúc Trần nè, không có cần phần chúng phải kêu, là bản thân của Hạnh Phúc Trần cũng đứng lên đi phải chống đối nhà nước rồi. Mà rõ ràng là có những cái việc đó đâu. Mọi người mời vào đi. Chúng vào nhà chị á, ba que nó vào nhà mình á, chỉ được 2-3 phút là nó ra mất à. Không hiểu sao nhà chị không có ba que Hạnh Phúc ạ. Em cũng có coi ba que nào đâu. Không hiểu sao nó không có ba que mới khổ nhé. Đúng rồi, Nam đế cư. Đấy, cái câu này rất là hay. Ủa sao lại nhảy xuống người Hạnh Phúc Trần? Thì đó, cho nên bà con cứ thử nghĩ nhé. Những người Việt Kiều hải ngoại, họ chắc gì họ đã sướng ở bên nước ngoài, họ chắc gì họ đã sướng đâu. Họ chắc gì họ đã thích nghi với cái cuộc sống của các cái nước tư bản đâu. À, chắc gì đã sướng đâu Hạnh Phúc Trần. Ở nước nước ngoài bây giờ đi làm á, thì từ sáng tới tối họ quần quật ra họ làm, rồi có tiền cũng không có thời gian để mà xài. Thì thử hỏi à, họ có tiền họ cũng không có thời gian để mà xài, mà không có người không có công ăn việc làm thì không có tiền. Không có tiền thì là có nhà thì phải đóng thuế, mà không có đủ tiền đóng thuế nó cũng cho gọi là ra khỏi nhà. Đó. Cho nên á, Việt Nam mình á, nó nghèo nhưng là nước của mình, đất nước có chủ quyền, là nhà của mình. Hãy bảo vệ cái ngôi nhà mình bằng cái sự chân chính. Đừng bảo vệ cái ngôi nhà của mình bằng cái sự kích động của một cái kẻ thù địch ở bên ngoài về. Một cái kẻ thù địch ở bên ngoài về không bao giờ nó tốt. Không bao giờ nó tốt, lúc nào nó cũng chỉ biết lợi ích cho bản thân nó. Thứ nhất, nó kêu gọi biểu tình, nó có tiền, nó tiêu. Thứ hai nữa, nó lên đây, nó nói, nó kêu gọi như vậy, nhưng thực tế khi xảy ra chuyện là nó cúp đuôi nó chạy mất, nó không giúp gì cho bà con mình, mà lúc bây giờ bà con mình bị gọi là đi tù, đúng không em? Và đã đi biểu tình trong cái lúc mà nó nhộn nhọn như thế là nó bị phạm pháp.
em. Em xin lỗi anh Trần Toản nha, em không biết em bị gì đó, em cứ bị rớt lên rớt xuống vậy anh ơi, em xin lỗi mọi người ạ. Bây giờ nói chung á là chị phải nói làm sao để người, bây giờ có thể là em nghĩ là một số thành phần Việt Nam mình sống quá sung sướng đi, họ quên đi cái vấn đề lịch sử của đất nước, họ cũng không có tìm hiểu được là ai là giặc mà ai là bạn mà ai là thù. Bây giờ nhắc lại với mọi người á, Mỹ người ta đâu vô đánh chiếm Việt Nam, người ta chia đất nước Việt Nam ra và người ta lập lên một cái nước Việt Nam Cộng Hòa là do cái bọn bao que hiện tại bây giờ nó đang mà kêu gọi mọi người hàng ngày để biểu tình á, để mà nó lập ra một cái đất nước đó và gọi là Việt Nam Cộng Hòa, và do chính người Việt Nam Cộng Hòa người ta cai trị. Mà hỏi mọi người chứ bây giờ sống ở trên một cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa đó mà tiền viện trợ là toàn là của Mỹ, sống mà mọi người thấy sống rất là sung sướng, thời điểm là nói tới nói lui á, là người những cái người mà sống sống thời chế độ cũ á, họ luôn muốn cái sự sung sướng, và khi mà chiến tranh kết thúc rồi họ cũng không có chấp nhận được cái sự mà khổ cực nữa, họ cũng đi qua bên Mỹ họ sống đó mọi người thấy không. Thì Bây bây giờ giờ mà khi mà bây chị giờ mà mới mình mới mới ngắt lời khoan em ở cái chỗ như này. À, em nói tiếp đi. dạ rồi em nói cái câu này em tiếp cái là bây giờ đó họ sau một cái khoảng thời gian mà chiến tranh họ không có chịu được cái sự cực khổ ở trên đất nước mà hoang tàn bởi vì lửa đạn, họ lại một lần nữa họ bỏ đất nước họ ra đi để mà họ tìm cho họ cái điều mà họ nói là tự do, cái điều mà họ họ cho là sung sướng. Thì bây giờ họ đã tự do, họ đã sung sướng rồi, còn đất nước Việt Nam là Việt Nam, còn Mỹ là Mỹ, thì bây giờ mình hãy chấp nhận cái sự thật, cái việc mà cái lịch sử nó đã diễn ra đi, mình hãy chấp nhận đi. Thì bây giờ mình đã sung sướng, mình đã tự do rồi, thì tại sao lý do gì mà lại quay về Việt Nam để mà đòi đa nguyên đa đảng để mà chia chia đất nước ra nữa. Mình nói luôn lý do cho các bạn nghe là tại vì bây giờ cái cuộc sống của Mỹ nó không có giống như họ 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 họ, họ nghĩ nữa, mà họ nhìn về Việt Nam họ thấy người ta quá sung sướng đi, mà chính vì cái sự sung sướng đó là họ lại muốn đi về Việt Nam, họ muốn tranh giành nữa. Chứ chứ làm tất cả mọi người cũng thấy trên những cái người mà đang sống ở Mỹ đi, họ rõ ràng bản thân của những cái người có trong diễn đàn này họ thấy cuộc sống ở Mỹ như thế nào, nó luôn gò bó ràng buộc của họ vô một cái khuôn khổ, mà nhiều khi họ có tiền họ cũng rất là mệt mỏi chứ họ không sung sướng giống như Việt Nam. Mà khi mà họ về Việt Nam rồi họ cảm thấy cái cuộc sống Việt Nam mới đúng là một cái cuộc sống mà họ cần phải sống. Để rồi gì? Rồi giờ qua bên Mỹ á, thấy về Việt Nam giàu có phát triển, ai cũng sống là trong cái sự mà phát triển thanh bình á, thì bây giờ một lần nữa lại muốn quay về Việt Nam để mà muốn chia rẽ, để muốn giành giật lại đất nước Việt Nam. Ở đâu mà ra? Ở đâu mà người ta dọn một cái mâm cơm sẵn rồi bây giờ đòi bay về đây để mà ngồi ăn nữa bao que. 43 năm nay người ta phải chịu biết bao nhiêu cái đắng cay đau khổ, từ đi lên từ cái mà không có một hộp gạo một hộp cơm để người ta ăn, để mà bây giờ đất nước người ta như vậy cái đòi lên về đây để mà chia chia chác này kia nọ, ở đâu mà ra? Nếu mà mình không chống đối, mình không có dẫm đạp, mình không có đạp đổ đất nước thì mình vẫn quay về với đất nước mình, cũng vẫn mình sống bình thường được mà. Hỏi mọi người trên đây bao nhiêu người Việt kiều người ta về Việt Nam người ta mua nhà người ta sinh sống bình thường, người ta vẫn là đóng góp cho xã hội cho đất nước á, miễn là đừng có thù hận, đừng có đạp đổ, đừng có mà làm những cái việc mà hại nước hại dân là ai cũng nắm cũng 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 dang rộng vòng tay để chào đón mình hết á. Còn mình á, bây giờ mình cứ cái suy nghĩ là mình cứ về là mình muốn làm cha làm mẹ người ta thôi, mình thua mà bây giờ thắng làm vua thua làm giặc, mình đã thua người ta rồi thì mình hãy chấp nhận sự việc đó đi. Bây giờ người ta đã là cái người mà đứng trên cái đầu tàu để người ta đưa đất nước đi lên, thì bây giờ mình là cái người mà đã thua cuộc rồi thì mình cứ về đây mình cứ sống theo cái những cái gì mà nó đã diễn ra trong cuộc sống Việt Nam, mình cứ sống theo cái cách là mình xây dựng, mình đóng góp đất nước, mình sống cho bản thân của mình, chứ đòi về đây mà cứ làm cha làm mẹ người ta muốn chia chác thì cái đòi lên muốn cai trị thì ở đâu mà ra. Bây giờ thì chị thấy có một cái điều mà nó dở hơi như thế này nữa. Ở bên đó thì cứ đi làm còng xương, làm từ sáng tới tối mới có được tháng lương. Nhưng mà khi có tháng lương rồi là bắt đầu lại bị chúng coi như là đến chúng nó quyên góp, nó lấy mất tiền, tiền từ mồ hôi xương máu của mình. Đó, mà lại đưa cho những cái kẻ đi chống phá một đất nước thanh bình. Đó. Thử hỏi rằng
Có phải là mình làm ra tiền mà mình lại lại để cho kẻ khác nó xài, như vậy có phải là mình ngu không? Mà một cái lá cờ, chị nói với Hạnh Phúc Trần như này, một cái lá cờ đã mấy chục năm rồi, cái lá cờ đó đã bị thế giới người ta chôn vùi xuống 9 tầng đất rồi, họ không có nhớ cái lá cờ đấy là cái gì. Thậm chí cái lá cờ đó họ rất coi thường, có nhiều người đưa cái lá cờ cho người Mỹ, người ta cầm người ta ném vào cái thùng rác. Thì như vậy cái lá cờ đó bây giờ cứ dựng lên ở Cali hay là ở những cái nơi khác ở nước Mỹ, càng dựng lên nhiều thì mình càng nhục bấy nhiêu, nhục dựng lên bao nhiêu nhục bấy nhiêu. Cho nên á, đừng có lên đây mà kêu gọi biểu tình, đừng có lên đây mà kích động thù địch, càng làm những cái hành động như thế chúng tôi trong nước càng khinh những người như vậy. Bởi vì quý vị không có trí tuệ khi quý vị đã nói là quý vị không làm được rồi. Hạnh Phúc công nhận không? Đã nói là không làm, mà đã làm thì không cần phải nói. Những người người ta làm được không bao giờ người ta nói, mà những người nói không bao giờ làm được nếu nói ra trước. Cho nên bà con hết sức tỉnh táo. Bản 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 thân của người Mỹ á, là mọi người biết họ rất là một cái đất nước rất là văn minh. Họ thấy họ hiểu được chứ. Họ thấy họ hiểu rất là nhiều điều. Tại vì bản thân của họ biết cái bản thân của họ là họ đem quân để mà đi đánh một cái đất nước khác. Nhưng mà trong cái đất nước đó lại theo theo họ để mà đánh lại đồng bào của những cái người trong đó, thì rõ ràng là những cái người đó là những cái người phản nước rồi. Họ tự biết, họ tự nhận họ là giặc, họ mang quân đến cái nước đó để họ đánh, họ chiếm, nhưng mà họ không chiếm không được. Cuối cùng á là những cái người trong cái nước mà họ đánh, họ chiếm đi theo họ, thì bản chất bản thân của những người Mỹ họ đã biết đó là những cái người người là tay sai làm giặc rồi. Thì họ có suy nghĩ một điều như thế này nè, với quý vị: đất nước của mày mà mày còn không yêu thương nữa, mày còn tàn phá, mày còn giết chóc chính cái người đồng bào của mày, thì mày lấy cái gì mà mày yêu thương ai, phải không ạ? Nhưng mà tại vì bây giờ mày lỡ làm tay sai cho tao, Đảng viên hả? Em có mày được lỡ phục vụ em có được dạ chưa? thôi chị. Đây có người hỏi là chắc đây là một đảng viên thì em có được vào đảng chưa? Chị là chưa? Chị là không ạ? À, cái bạn à, cái bạn bạn gì ơi, mình nghĩ là chắc mình À cũng Trần không có Toàn, đến. anh em Trần Toàn xin lên, cho Trần Toàn lên chút ha. Ok rồi, khoan khoan khoan, để anh Trần Toàn lên. Em thưa với các bạn này, cái mình là nhân viên văn phòng, lương lương rất là bèo nhèo, lương chỉ có 6-7 triệu một tháng thôi. Mình nhà thành phố Hồ Chí Minh, ok, và mình hài lòng với cái cuộc sống đó, chứ không có phải là đảng cộng sản hay là đảng viên cái gì hết đó. Tại vì mình bức xúc cái lũ ba que này quá nên mình không muốn im lặng nữa, mình muốn dùng những cái diễn đàn của những anh chị em để mình đánh động được cái suy nghĩ, cái lương tri của con người Việt Nam ở trong nước. Đừng có làm tay sai cho cái bọn mà hại dân hại nước đang là kêu gào ở hải ngoại thôi. Rồi mình nói như vậy thôi, mình không phải là đảng viên. Cảm ơn bạn, em xuống đây.